Thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, thời gian qua Sư đoàn 324 Quân khu 4 đã có nhiều cách làm sáng tạo. Mời quý khán giả và các đồng chí cùng tìm hiểu trong phóng sự sau đây. Những mẩu chuyện ngắn, cụ thể về tư tưởng đạo đức phong cách của Bác luôn được chuyên mục Tiếng nói chính trị viên của Sư đoàn 324 ưu tiên lựa chọn. Ngắn gọn, giản dị, đi vào đời sống của bộ đội là tiêu chí của chương trình phát thanh đặc biệt này. Quá trình mà lựa chọn các cái nội dung thì cũng chủ yếu là những cái nội dung căn bản về cái đức tính cần kiệm liêm chính, chỉ công vô tư của Bác để mà giáo dục cho bộ đội. Thường thường sẽ phát những cái câu chuyện ví dụ như là nước nóng nước lạnh của Bác, đó cũng là một cái câu chuyện mà gắn với là cán bộ chiến sĩ trong quá trình mà tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong cái mùa hè ói bức ở Nghệ An. Cần phải thấm nhuần tinh thần làm chủ nước nhà. Những mẩu chuyện ngắn được phát trước giờ đi ngủ dường như lắng đọng nhiều hơn trong cảm xúc của người nghe. Sự thẩm thấu đó không chỉ làm cho bộ đội dễ nhớ dễ thuộc, mà còn làm cho họ có thời gian và cảm xúc để cảm nhận thông điệp từ các câu chuyện. Khi mà chúng tôi được sống vào trong môi trường quân đội, môi trường quân nhân, quân ngũ, thì chúng tôi nhận thấy là chúng ta cần phải sống trầm hơn để cảm nhận từng tí một về những cái mẩu chuyện đó, thì chúng ta cảm thấy là cuộc sống nó thanh thản hơn và ý nghĩa hơn biết bao. Bước vào giai đoạn huấn luyện mới, cường độ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu luôn ở mức cao, yêu cầu về sự chính quy, kỷ luật, an toàn ở sư đoàn cũng khắt khe hơn. Thông qua các mô hình như tiếng nói chính trị viên, mỗi tuần kể một câu chuyện về Bác, việc làm nhỏ khơi nguồn sáng tạo, bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, thái độ trách nhiệm của chiến sĩ đã được củng cố vững chắc hơn. Có thể nói, việc học tập và làm theo Bác đã thực sự trở thành động lực và tạo cái sức sống mới trong toàn sư đoàn, đã thực sự làm chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng đảng bộ sư đoàn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đã thực sự làm chuyển biến tích cực trong ý thức tu dưỡng cũng như rèn luyện và hành động của mỗi cán bộ chiến sĩ. Giáo dục chính trị không chỉ là tài liệu lời nói, hình thức giáo dục không chỉ là những giờ lên lớp. Ở Sư đoàn 324, công tác giáo dục chính trị được thường xuyên đổi mới, hướng đến mục tiêu là tăng thêm sự tiếp thu và cảm nhận của bộ đội.